Thưa quý vị, việc phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư sao cho vừa an toàn vừa hiệu quả, đảm bảo cái mục đích đa dạng hóa để chúng ta có những cái nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho việc tự do tài chính lâu dài, cho tương lai thì là rất là quan trọng. Chính vì thế cho nên là hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị về việc tìm hiểu kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, một trong những cái kênh đầu tư rất mới nhưng mà cũng đầy tiềm năng cho tương lai đối với các nhà đầu tư chúng ta. Nội dung chính gồm có 3 phần như sau: 1. Trái phiếu doanh nghiệp. 2. So sánh trái phiếu doanh nghiệp và các kênh đầu tư khác. Và 3. Những vấn đề lưu ý khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tiên, trái phiếu doanh nghiệp là gì? Thì trước tiên là xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp cần vốn, thì họ có các cái phương thức có thể sử dụng như sau. 1. Là phát hành cổ phiếu, tức là huy động vốn chủ sở hữu, tức là mời gọi người ta vào góp vốn để làm chủ công ty cùng với những cái cổ đông cũ, thì đây gọi là mời thêm vốn cổ phần. Cái cách thứ hai đó là đi vay. Vay ở đây thì người cho vay không phải là chủ của công ty, mà người cho vay là cho công ty mượn cái tiền đó. Thì vay thì có hai hình thức chính. Một là vay từ ngân hàng, thì ở Việt Nam từ xưa đến nay rất phổ biến cái kênh vay từ ngân hàng. Thì tín dụng của toàn ngành ngân hàng Việt Nam tính đến hết năm 2020 đâu đó nó khoảng độ 11 triệu tỷ đồng. Kênh thứ hai trong cái nhánh vay đó là phát hành trái phiếu để vay trực tiếp từ người dân. Vay ngân hàng tức là vay qua trung gian, ngân hàng chính là trung gian huy động tiền của người dân và cho doanh nghiệp vay. Thì nếu phát hành trái phiếu tức là huy động trực tiếp từ những người dân, người mua trái phiếu chuyển tiền đến với doanh nghiệp, thì đấy là hình thức trái phiếu doanh nghiệp. Thì trái phiếu doanh nghiệp do phát hành và đây được xem là một cái hợp đồng đi vay của doanh nghiệp. Nó chính là hợp đồng đi vay của doanh nghiệp nhưng nó có một cái tên riêng gọi là trái phiếu doanh nghiệp. Tiếp theo, trái phiếu doanh nghiệp là gì? Là một khoản vay có thể có lãi định kỳ hoặc là lãi cuối kỳ. Thì người phát hành trái phiếu sẽ là người đi vay, và người cho vay chính là người mua cái trái phiếu đó. Vì sao lại vậy? Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra, tức là bán trái phiếu ra cho người dân. Người dân mua trái phiếu thì lại đưa tiền cho doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp vay tiền. Còn người dân cầm cái trái phiếu, tức là cái trái phiếu nó như kiểu là cái chứng thư, cái hợp đồng, ông vay nợ của tôi. Đó, thì sau khi đến các cái thời điểm về nhận lãi, nhận gốc, thì người cầm trái phiếu, người mua trái phiếu ấy đưa ra, thì công ty bán trái phiếu thì phải trả lại lãi, trả lại gốc. Đó, giả sử công ty A muốn vay 1.000 đô la trong 10 năm với lãi suất công ty A ấy, trả cho người cho vay, tức là người mua trái phiếu là 10% chẳng hạn, thì người mua trái phiếu thì sẽ nhận được 100 đô mỗi năm trong vòng 10 năm tới. Vào năm thứ 10 thì họ nhận lại cái gốc 1.000 đô cộng thêm 100 đô tiền lãi của năm đó. Thì đấy là ví dụ về trái phiếu, tức là có cái lãi suất về cơ bản là khá là đều đặn cho quý vị. Tiếp theo, phân loại các cái trái phiếu. Thì trái phiếu ở đây phân loại theo các cái vấn đề như sau. Đầu tiên là phân loại theo chủ thể phát hành, thì thường có trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ. Thì trái phiếu chính phủ rồi là trái phiếu chính quyền địa phương, tức là đây là trái phiếu nhà nước đấy, của chính phủ đấy, và của nhà nước. Tiếp theo là bên cạnh hai cái trái phiếu này thì có thể có một số cái hình thức khác nữa. Tiếp theo, thứ hai, nếu phân theo lợi tức trái phiếu thì có các loại trái phiếu như sau. Trái phiếu có lãi suất cố định, ví dụ như ở trường hợp trên tôi đưa ra, doanh nghiệp phát hành 1.000 đô vay với lãi suất cố định là 10% một năm. Như vậy, mỗi năm người cho vay, tức là người mua trái phiếu, sẽ nhận được 100 đô tiền lãi. Thì đấy gọi là cố định. Tiếp theo là trái phiếu có lãi suất biến đổi. Thì ở châu Âu thì người ta hay dựa vào một cái lãi suất gọi là LIBOR. Tức là lãi suất liên ngân hàng ở London ấy, các cái ngân hàng lớn ở châu Âu ấy. Thì người ta dựa vào cái lãi suất đó và người ta cộng thêm một cái biên nào đó. Còn ở Việt Nam thì thường người ta dựa vào cái lãi suất huy động của 4 ngân hàng lớn nhất, bao gồm Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, và cuối cùng là Ngân hàng Agribank. Ví dụ
bốn ngân hàng ấy huy động với cái lãi suất cộng bốn ông lại chia đều ra, ví dụ bình quân là 6% đi, 6% đi, thì người ta thường lấy cái đó và cộng thêm một cái biên khoảng 3% hoặc 4%, thế là thành ra cái lãi suất trả cho người mua trái phiếu là như vậy. Vì sao nó là thả lỏng? Bởi vì cái lãi suất huy động của bốn ngân hàng kia nó sẽ tăng giảm liên tục theo cái cung cầu của thị trường. Cung cầu của thị trường thì khi mua cái lãi suất có lãi suất biến đổi này thì người ta không lo vấn đề là bị thiệt thòi hay là bị mất mát hay thế này thế kia khi có sự biến động về cái lãi suất. Biến động về lãi suất. Và thứ ba đó là trái phiếu có lãi suất bằng không thì tiếng Anh người ta gọi là zero coupon. Tức là trái phiếu này về cơ bản họ phát hành ra và đến cuối kỳ nhận đúng bằng cái mệnh giá đó. Nhưng mà hàng kỳ, hàng năm chúng ta sẽ không nhận lãi suất. Và như vậy thì trái phiếu sẽ được bán thấp hơn với cái mệnh giá, tức là cái giá ghi trên cái trái phiếu ấy. Ví dụ doanh nghiệp phát hành cái trái phiếu 1.000 đô, 10 năm nữa mới trả lại và gốc luôn, hàng năm không trả lại. Thì như vậy người mua sẽ mua giá thấp hơn so với giá 1.000 đô đó. Có thể họ chỉ mua với giá 500 đô, 400 đô, 300 đô. Thì lúc ấy tùy vào việc tính toán xem cái lãi suất cần bao nhiêu để hướng tới bỏ từng ý tiền, hưởng một cái lãi suất nào đó và 10 năm sau nhận 1.000 đô. Thì nó gọi là zero coupon. Thì cái trái phiếu đó nó phù hợp với các cái công trình lâu dài. Khi người ta hàng năm trong quá trình xây dựng thì nó không có dòng tiền chẳng hạn, thì nhưng mà gần cuối cùng thì người ta sẽ hoàn được toàn bộ dòng tiền từ việc bán toàn bộ dự án đi chẳng hạn. Thế thành ra người ta vay với cái người ta phát hành ra cái hình thức này. Tiếp theo, theo phân loại theo mức đảm bảo thanh khoản thì có trái phiếu đảm bảo và trái phiếu không đảm bảo. Trái phiếu đảm bảo ở đây là gì? Tức là cái tổ chức tư vấn phát hành cho cái công ty phát hành trái phiếu ra đấy. Tức là họ phải có một trung gian tư vấn cho họ phát hành. Thì họ đảm bảo rằng họ sẽ mua lại chẳng hạn. Họ sẽ mua lại cho cái người mua. Tức là tôi đi mua trái phiếu chẳng hạn của cái tổ chức đó. Thì tổ chức ý đưa ra một cái cam kết. Ông Phục, ông có thể bán lại cho tôi bất kỳ lúc nào muốn chẳng hạn. Với cái giá như thế này A, B, C, X, Y, Z. Thì khi đó nó an tâm cho tôi hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu trái phiếu có đảm bảo như vậy thì chúng ta lại nhận lãi suất nó thấp hơn. Bởi vì công ty bảo lãnh phát hành bán trái phiếu đó họ nhận rủi ro về mình, dĩ nhiên họ phải ăn một cái phần lợi suất của nhà đầu tư. Cái phần thứ hai, cái loại trái phiếu thứ hai đó là trái phiếu không đảm bảo. Tức là cái tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành bán trái phiếu cho chúng ta ấy, họ không quan tâm là ông doanh nghiệp kia phát hành ra trái phiếu đây có thanh toán được hay không, mà họ chỉ quan tâm làm trung gian. Đấy, ông mua tôi bán cho ông, tôi lấy lại và tôi bán cho ông. Thế thôi. Thì loại trái phiếu này lãi suất thường cao hơn. Cao hơn. Thì hai cái loại này thì loại trái phiếu đảm bảo, có bảo đảm đấy, mua lại ấy, thì nó phù hợp với những người chưa có nhiều tích lũy về kiến thức, hiểu về cái kênh đầu tư trái phiếu. Thế do đó họ làm thế cho an toàn. Còn trái phiếu không đảm bảo thì phù hợp với những người có kiến thức rất sâu rộng, có thể đánh giá toàn diện được cái chủ thể phát hành trái phiếu như thế nào. Nếu khi họ đánh giá được là cái độ chắc chắn rất cao thì họ cũng sẵn sàng họ mua trái phiếu không đảm bảo, bởi vì cái độ chắc chắn rất cao là doanh nghiệp ấy không bị làm sao cả và họ nhận được cái lãi cao hơn. Đó. Theo hình thức trái phiếu thì có trái phiếu vô danh và trái phiếu ghi danh. Đó, vô danh ở đây tức là họ cứ phát ra một cái tờ. Ở trên đấy họ ghi là cái trái phiếu này là 100 triệu. Thế là ông nào cầm cái trái phiếu đó cũng là chủ của nó, không ghi tên ai vào đó cả. Thì đến kỳ các ông cứ đem đến đây để tôi trả ông lãi hoặc trả ông gốc. Đó. Trái loại tiếp theo là trái phiếu ghi danh, tức là ghi đích danh. Ông A, ông Phục mua trái phiếu này ghi tên luôn vào cái trái phiếu ấy. Đó, thì đấy nó gọi là trái phiếu đích danh, ghi danh. Hiện nay thì ở trên thị trường đa phần là trái phiếu vô danh. Và người ta thực hiện online hóa ở trên mạng rồi. Quý vị bây giờ mua trái phiếu rất đơn giản, không cần phải đi đến cầm cái tờ giấy chứng nhận trái phiếu nữa, mà đơn giản mở một cái tài khoản ở một công ty chứng khoán có cái nghiệp vụ mua bán trái phiếu. Thế nào quý vị kích vào đấy mua, rất là đơn giản, y như quý vị gửi ngân hàng vậy, không khác gì gửi ngân hàng. Thành ra bây giờ đầu tư trái phiếu cũng rất tiện.
Và chính vì những hình thức đó cho nên nó là trái phiếu vô danh chứ không phải là đính tên được. Tiếp theo, trái phiếu theo tính chất trái phiếu thì có các loại như sau. Trái phiếu có thể chuyển đổi, tức là nó hay phổ biến cái trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Ví dụ, quý vị xem trên các chương trình sắc tăng đấy, họ thường là đưa ra một khoản vay cho doanh nghiệp 10 tỷ chẳng hạn, kèm theo cái quyền chuyển đổi sau 1 năm nếu doanh nghiệp làm ăn tốt, thì cái người cho vay, cái doanh nghiệp startup đó thì có thể yêu cầu chuyển 10 tỷ thành 500.000 cổ phiếu của công ty chẳng hạn. Tức là chuyển từ chủ nợ thành chủ của công ty, chủ sở hữu công ty. Đó, thì đấy là trái phiếu chuyển đổi. Đó. Tiếp theo là trái phiếu có quyền mua cổ phiếu. Có quyền mua cổ phiếu. Đó. Tiếp theo là trái phiếu có thể mua lại. Đó, tức là tổ chức phát hành ra, họ muốn mua lại lúc nào thì họ mua lại. Đấy, ví dụ thế, có thể mua lại. Rồi, so sánh giữa trái phiếu doanh nghiệp và các cái kênh đầu tư khác. Thì ở đây, đầu tiên là kênh tiết kiệm, sau là trái phiếu doanh nghiệp và ba là cổ phiếu. Thì lãi suất kỳ vọng ở năm 2021 này thì kỳ vọng gửi tiết kiệm khoảng 5-6%, nhìn 6%. Trái phiếu thì khoảng 8-12%, cổ phiếu thì người ta thường kỳ vọng cao hơn. Cao hơn bao nhiêu thì cái việc đó tùy vào việc thị trường cũng như là cái thuận lợi của nền kinh tế. Về rủi ro thì gửi tiết kiệm thì khá là thấp, về cơ bản thấp nhất. Trái phiếu thì biến động theo lãi suất hoặc là biến động theo tình hình sức khỏe của doanh nghiệp. Thì nói chung là nó có rủi ro cao hơn so với gửi tiết kiệm. Và nó lại thấp hơn so với cổ phiếu. Bởi vì cổ phiếu có biến động theo nhiều biến số của doanh nghiệp vĩ mô và những thứ bất thường mà chúng ta không thể dự báo được. Ví dụ như hồi tháng 3 năm 2020, đó chính là Covid-19 xảy ra. Tiếp theo về vấn đề thanh khoản, thì gửi tiết kiệm là về cơ bản là khá là thanh khoản. Tuy nhiên, nếu gửi lâu dài thì nó lại kém thanh khoản. Đó. Về trái phiếu thì nó cũng lại tùy vào từng loại trái phiếu. Loại trái phiếu mà được niêm yết, được giao dịch rộng rãi hay được mua lại rất dễ dàng thì thanh khoản nó rất tốt. Còn trái phiếu nào mà phát hành lâu năm và không mua lại, tức là trái chủ phải cầm đến cuối cùng hoặc là phải chuyển nhượng cho một ông XYZ nào đó không được niêm yết, thì cái việc chuyển nhượng khá phức tạp và nó lâu, thậm chí là bị chuyển nhượng với giá thấp. Thì cái này nó tùy loại. Còn về cổ phiếu thì cái thanh khoản của nó rất cao. Rất cao, trừ những cái cổ phiếu rác, những cổ phiếu lởm, những cổ phiếu không có thanh khoản ra. Còn lại các cái cổ phiếu khác, quý vị muốn, quý vị bán một lệnh là ra tiền luôn. Rất đơn giản là như vậy. Về kiến thức của nhà đầu tư, đối với các kênh này cần phải trang bị như nào? Đối với tiết kiệm thì không cần trang bị nhiều. Người bình thường không tìm hiểu nhiều cũng có thể gửi tiết kiệm được. Bằng cách là quý vị có thể search trên mạng, ghi là lãi suất gửi ngân hàng nào cao nhất. Thế là người ta sẽ hiện ra cho quý vị rất nhiều các cái ngân hàng để quý vị lựa chọn. Nếu mà quý vị gửi với thời hạn dưới 6 tháng thì hãy lựa chọn ngân hàng nào lãi suất cao nhất, không cần phải an toàn. Nếu quý vị đã gửi đến 2-3 năm thì hãy lựa chọn những cái ngân hàng được đánh giá cao hàng đầu. Đầu tiên là các ngân hàng nhà nước, thứ hai là các ngân hàng đứng đầu bảng trong các cái ngân hàng tư nhân. Và tiếp theo, trái phiếu thì đối kiến thức yêu cầu đối trái phiếu thì nó ở mức trung bình. Nó cũng hơi cao một chút, nó ở mức trung bình. Bởi vì sao? Bởi vì cũng phải nghiên cứu về tổ chức phát hành, về doanh nghiệp, về các điều khoản trái phiếu, về tài sản đảm bảo và về cái dòng tiền của dự án vân vân ở trong đó. Còn về cổ phiếu thì kiến thức yêu cầu phải rất cao, bởi vì cổ phiếu nó là phức tạp hơn rất nhiều. Ngoài việc lựa chọn các cái doanh nghiệp tốt này kia như trái phiếu doanh nghiệp, thì họ lại còn phải liên quan đến đánh giá về định giá cổ phiếu, đúng không ạ? Xu hướng rồi vẫn rất nhiều thứ khác nữa. Đó, thì kênh trái phiếu đem lại cái lợi suất kỳ vọng và rủi ro cao hơn gửi ngân hàng nhưng mà kém hơn cổ phiếu. Đấy. Tuy nhiên, đây chỉ là cái đặc tính của ba cái kênh này nói chung thôi. Còn khi đi vào chi tiết từng kênh thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn, bài bản hơn để đưa ra được những cái quyết định mang có cái tỷ lệ chiến thắng rất cao và lại an toàn. Tiếp theo, những cái vấn đề mà cần lưu ý khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, có một cái rủi ro hiện hữu mà rất nhiều người lo ngại, đó là rủi ro liên quan đến gọi là vỡ nợ. Thì ở đây chúng tôi lấy ví dụ về cái trái phiếu ở Trung Quốc có vỡ nợ kỷ lục trong năm nay. Các tập đoàn Trung Quốc đang vỡ nợ trái phiếu trong nước
với tốc độ khá là nhanh. Trong khi các nhà chức trách thì tăng cường nỗ lực đưa ra cái kỷ luật và minh bạch tài chính hơn trên thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới này, chỉ sau của Mỹ thôi. Thì theo dữ liệu của Bloomberg thì tổng hợp năm nay các công ty Trung Quốc đã không thanh toán được lên đến 99,8 tỷ nhân dân tệ, tức là 15,5 tỷ đô. Đây quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Mới có đến tháng 4, trong vòng 4 tháng đầu năm mà nó đã vỡ nợ lên đến 99,8 tỷ nhân dân tệ, tức là 15,5 tỷ đô. Tức là nó gần bằng tới 70% so với năm 2019 và 2020. Đúng không ạ? Và nó bằng tới hơn 80% so với năm 2018. Nguyên nhân đến từ cái tình hình kinh tế khó khăn. Các cái doanh nghiệp bí bách quá và họ vay với cái lãi suất khá cao. Bên cạnh đó thì cái khả năng trả lãi, trả nợ của họ không được tốt. Đó, dự án không được tốt, không bán được, đúng không ạ? Rồi là Covid xảy ra, vân vân, rất nguy hiểm. Thì cái này là một cái vấn đề đáng quan ngại nhất đối với những nhà đầu tư trái phiếu. Vậy, để giúp quý vị có thể vừa đầu tư kênh trái phiếu này an toàn mà lại tránh được cái rủi ro vỡ nợ, thì dưới đây chúng tôi sẽ tổng quan qua về những cái vấn đề cần lưu ý trực tiếp hơn trong cái đầu tư trái phiếu doanh nghiệp này. Đầu tiên là thời điểm để đầu tư trái phiếu thông thường để có lợi suất tốt thì người ta đầu tư vào thời điểm có kinh tế có dấu hiệu đi xuống, thì khi đó kênh đầu tư cổ phiếu kém hấp dẫn, lãi suất thì tăng cao thì kênh đầu tư trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Và những cái thời điểm này thì mua thì rất là hợp lý với cái lãi suất tương đối cao. Tuy vậy, mua vào thời điểm này thì cũng đồng nghĩa với việc là rủi ro của các doanh nghiệp sẽ cao hơn về cái lo ngại về phá sản, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là chúng ta lựa chọn doanh nghiệp phải kỹ càng. Doanh nghiệp để chúng ta mua trái phiếu ấy phải kỹ càng với 4 cái tiêu chí sau. Đầu tiên là cái lịch sử hoạt động phải lâu dài tốt, và tốt nhất là các doanh nghiệp này có niêm yết. Còn không niêm yết thì thông tin rất không minh bạch và chúng ta không nên mua. Đó. Và chúng ta cần phải xem cái việc kinh doanh của nó có lãi trong nhiều năm qua. Với cái hiệu quả ROE tôi nghĩ rằng phải trên 15%. Vì sao lại vậy? Vì khi phát hành trái phiếu, lãi suất người ta chịu đã trên 10% rồi. Đúng không? Ngoài ra còn rất nhiều các cái chi phí liên quan nữa. Nhưng mà hiệu quả ROE lại không được trên 50%. Thì cho thấy doanh nghiệp này làm ăn kém hiệu quả. Thì cái biên an toàn, cái độ an toàn cho chúng ta mua trái phiếu nó không quá cao. Không quá cao, lưu ý là như vậy. Thứ hai là lựa chọn những cái doanh nghiệp đầu ngành. Vì sao lại vậy? Theo Philip Kotler, ông vua marketing đấy, và ông Michel Porter, thì 80% cơ hội trên thị trường là đến với những doanh nghiệp hàng đầu này. Vì sao lại vậy? Rất đơn giản. Ví dụ quý vị nói đến đi mua điện thoại chẳng hạn, thì quý vị nghĩ ngay đến ông Thế Giới Di Động, đúng không ạ? Quý vị nói đến mua thép chẳng hạn, quý vị nghĩ ngay đến Hòa Phát. Quý vị nói đến mua sữa, quý vị nghĩ ngay đến Vinamilk, đúng không ạ? Ngân hàng thì nói ngay đến Vietcombank, đúng không ạ? Hay là quý vị ở nông thôn thì ngân hàng nói ngay đến Agribank. Thì như vậy là những cái cơ hội nó thường đến với những cái doanh nghiệp dẫn đầu. Và chính vì thế cho nên cái rủi ro về cạnh tranh, về kinh doanh được giảm thiểu rất nhiều. Và chính những doanh nghiệp này là những cái doanh nghiệp bền vững nhất. Tiếp theo, thứ ba là quản trị công ty. Thì quản trị công ty ở đây là gì? Đó là liên quan đến các cái hành xử của lãnh đạo doanh nghiệp, đến văn hóa doanh nghiệp vân vân. Và nó phải được đánh giá cao trên truyền thông, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và không có điều tiếng gì ở trên cái thị trường chứng khoán cả. Nếu nó có điều tiếng nói về cái việc không minh bạch hoặc là cái việc không fair thì chúng ta tránh nó ra. Và thứ tư là tài chính của doanh nghiệp ấy phải vững chắc, với cái cổ tức là phải tiền là phải tương đối đều đặn, hoặc và nợ vay trên vốn chủ sở hữu phải tương đối thấp, tốt nhất là phải thấp hơn 1,2 lần, không được cao hơn. Bởi vì rất nhiều doanh nghiệp nợ vay rất cao, họ không vay được ngân hàng nữa thì họ xoay sang vay trái phiếu, tức là họ dồn rủi ro vào với ngửa mua trái phiếu. Vì sao lại vậy? Vì doanh nghiệp có xảy ra chuyện gì thì các cái ông ngân hàng cho vay, các ông sẽ được nhận tiền trước so với chủ của trái phiếu. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Nếu quý vị không có nhiều kinh nghiệm như tôi đã nêu ở trên thì có thể lựa chọn đầu tư trái phiếu có cam kết mua lại của tổ chức bảo lãnh phát hành,
hoặc mua chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu. Tiếp theo, chúng ta cần phải cân đối giữa lãi suất và rủi ro. Rất nhiều quý vị đầu tư chỉ quan tâm lãi suất. Ui, tìm cho tôi cái trái phiếu này nào lãi suất cao nhất để tôi mua. Nhưng mà thường lãi suất cao thì lại đi kèm với cái rủi ro cao. Tất nhiên có những trường hợp chúng ta tinh tế, chúng ta có thể lựa chọn ra lãi suất cao mà lại rủi ro thấp. Đấy là hoàn toàn có. Đúng không ạ? Vậy thì trong cái vấn đề này chúng ta không chỉ nhìn lãi suất, lưu ý là như vậy, mà cần phải nghiên cứu kỹ về mục đích sử dụng cái tiền huy động của chúng ta. Để doanh nghiệp làm gì? Xây dự án nào? Đầu tư vào đâu? Và cái đó có an toàn không? Dòng tiền để trả nợ đến từ đâu? Có chắc chắn không? Thì khi đó chúng ta mới ra quyết định. Nếu những thứ này ok thì chúng ta chọn trong những doanh nghiệp đáp ứng được những điều kiện này, doanh nghiệp nào có lãi suất cao nhất chúng ta mua. Đó. Tiếp theo, về cái lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành thì cũng rất quan trọng. Thì chúng ta cần phải lựa chọn những người tổ chức rất uy tín. Do là việc hiểu biết này là một phần này, tiếp cận thông tin này và đánh giá dự án của nhà đầu tư cá nhân của chúng ta khá hạn hẹp, chứ không thể bằng các tổ chức được. Đúng không ạ? Kể cả chúng ta giỏi đi chăng nữa thì nguồn thông tin mọi thứ, giấy tờ pháp lý này kia của dự án, của tài sản đảm bảo đủ thứ chúng ta cũng không được tiếp cận. Thì do đó là chúng ta đánh giá rất là khó. Chính vì thế cho nên chúng ta phải lựa chọn cái đơn vị bảo lãnh phát hành và phân phối cái trái phiếu này có uy tín rất cao trên thị trường, chưa từng dính những cái phốt nào liên quan đến vỡ nợ trái phiếu. Nếu chắc chắn nữa thì lựa chọn mua trái phiếu có cam kết mua lại như tôi đã trình bày ở trên. Trên đây là những cái trình bày sơ qua của tôi về cái hiểu kênh đầu tư trái phiếu đến với quý vị nhà đầu tư. Thì chúc quý vị có được những cái thông tin hữu ích cho cái việc ra quyết định đầu tư của mình. Xin chào.